tổ chức ngày hôm qua. Vâng thưa quý vị, như chúng ta thấy thì trên màn hình lúc này đang cùng gửi đến tất cả chúng ta những thông điệp, đó chính là hình ảnh của những công trình cao tầng, những tòa nhà hiện đại. Điều này thể hiện cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung. Và đây cũng chính là niềm mong mỏi rất lớn mà tất cả chúng ta thế hệ trẻ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hình ảnh của... Vâng thưa quý vị, và lúc này thì những cánh chim bồ câu đã cùng hiện lên ạ. Chúng ta hãy cùng hành với chúng tôi dành những chào vỗ tay. Vâng kính thưa quý vị, hình ảnh chim bồ câu trắng biểu tượng cho hòa bình, đó cũng là khát vọng bay cao, bay xa, vươn lên phồn vinh và hạnh phúc của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, mọi người dân Trung Bồn cũng như người dân đất Việt, mỗi người dân trên mảnh đất xứ Nghệ đều sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, ước mơ và cả tính mạng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Và thưa quý vị, chuông bồn chính là một minh chứng hùng hồn cho chân lý đó. Vừa rồi thì một lần nữa đã truyền đi thông điệp của tất cả chúng tôi. Và với một tiết mục với rất nhiều ý nghĩa như thế này và những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay, tất cả chúng ta đã có mặt tại đây và đã cùng với chúng tôi khép lại không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa Chuông Bồn Dấu Chân Anh Hùng do Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Chuông Bồn 31 tháng 10 năm 1968, 31 tháng 10 năm 2023. Vâng, và chúng tôi muốn nói lời cảm ơn gần 200 người con Chuông Bồn cùng với các nghệ sĩ đã làm nên thành công cho chương trình nghệ thuật ngày hôm nay trong một hoàn cảnh thời tiết không thuận lợi, mưa suốt chương trình và đặc biệt trở nên nặng hạt vào những phút cuối cùng này. Thế nhưng những người con Chuông Bồn và các nghệ sĩ đã hết mình cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả. Và đặc biệt hơn nữa, trong giây phút này chúng tôi xin được tri ân sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý khán giả và đặc biệt là đông đảo bà con nhân dân huyện Đô Lương và huyện Nam Đàn đã đến đây từ rất sớm và cùng đồng hành với chúng tôi cho đến những giây phút này dưới cơn mưa nặng hạt. Hơn hết, chúng ta thấu hiểu đó là những sự tri ân sâu sắc nhất mà tất cả chúng ta luôn muốn gửi đến anh linh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã để lại xương máu và tất cả tuổi thanh xuân cuộc đời mình trên mảnh đất Chuông Bồn anh hùng. Ngay lúc này chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình hôm nay xin được gửi lời cảm ơn trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Xin được cảm ơn bà con đã đến đây cùng với chúng tôi hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình đến giờ phút này. Và thay mặt chương trình chúng tôi cũng xin được kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thế giới khoa học của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chương trình gồm các thông tin sau. NASA công bố ảnh chụp toàn cảnh trên sao Hỏa. Tàu đổ bộ kiên trì bắn súng laser vào đá sao Hỏa.
mô phỏng chuyến bay của tài tình trên sao Hỏa. Mở đầu chương trình, mời quý vị ngắm những bức ảnh toàn cảnh khu vực hạ cánh của tàu thám hiểm Brazil Research trên sao Hỏa do NASA công bố vào tháng 2 năm 2021. Vào tháng 2 năm 2021, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA công bố ảnh chụp toàn cảnh khu vực hạ cánh của tàu đổ bộ thám hiểm Perseverance, tạm dịch Kiên Trì, trên sao Hỏa, bao quát khu vực vành đai miệng núi lửa Jezero và bề mặt vách đá của vùng châu thổ cổ đại. Theo NASA, ảnh toàn cảnh gồm 142 bức ảnh chụp bằng camera kép có độ nét cao gắn trên thiết bị thám hiểm chuyên dụng của tàu Kiên Trì với khả năng quay 360 độ. Cách thức chụp ảnh này có thể giúp các nhà khoa học đánh giá lịch sử địa chất và môi trường khí quyển của miệng núi lửa Jezero, cũng như xác định các loại đá và trầm tích ở đây. Trước đó, NASA đã công bố đoạn băng ghi âm và video đầu tiên cho tàu đổ bộ thám hiểm Kiên Trì gửi về từ sao Hỏa, sau khi tàu này đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ với sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từng tồn tại nơi đây. Thiết bị SuperCam trên tàu đổ bộ Perseverance hay Kiên Trì của NASA vừa ghi lại những âm thanh đầu tiên khi các xung laser được phóng vào một tảng đá mục tiêu trên sao Hỏa.